Em xin chào quý vị đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Hôm nay thì em lên cho các bác một bộ dàn áo quen xin lỗi, một con giải mã phải nói là cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, một con giải mã cực ngon luôn. Đấy. Thì đây, em mời các bác nhìn hình thức tí đi. Nhìn hình thức trước nhá. Đấy, nhìn hình thức trước đi, sau đó mình sẽ đi vào phần test chất âm nhá. Đấy. Đấy. Về cái phần đây, phía sau của nó đây thì mọi chức năng nhá, ví dụ như là quang này, em kết nối sẵn rồi này. Đây, digital thì con này có một cổng quang in thì em kết nối rồi này. AV thì nó có 3 cổng này. Đấy, trong đó có cổng Line TV in này. Đấy, rồi tape out này. Đấy, tape in này. Tức là có hai cổng in, một cổng out. Còn dưới đây là để các bác sau này ghép thêm súp này để làm dàn 5.1 này. Đấy. D1, D2 nó là video này. Đấy, các đường video thì các cái này về các bác nghiên cứu nhá. Đấy. FM và AM này. Cầu loa thì em kẹp sẵn rồi để em test lên cho các bác luôn. Đấy. Đây, em sẽ kết nối luôn cả cái dây điện thoại này. Đây các bác nhá, dây điện thoại đây. Đấy. Em sẽ chọn cổng in là cổng line nhá. Đấy. Đấy, cổng line là cổng in. Ok. Rồi, em sẽ đi lần lượt từng chức năng một này. Thứ nhất là đây là đang thử cái CD này. Đấy, CD lên nhá. Đấy. Đấy, lách bài thì các bác lách đây cho em này. Đấy. Tuy nhiên nhá, thì cái CD và cái MD này thì em nói luôn là em test cho các bác là test thêm cho nó vui thôi nhá. Chứ em không bày bỏ tỏ gì cái đâu, bởi vì cũng các bác cũng biết rồi. Hàng bãi về thì nó cũng mắt nó cũng gọi là khấu hao một phần rồi, người ta cũng qua sử dụng rồi đúng không ạ? Thế nên là đã dùng là phải dùng đĩa xịn. Đấy, thế nên nhiều khi nhiều bác về dùng toàn đĩa mốc rồi, mà đĩa cũ lắm. Đấy, thế nên là tại vì sao mà em không dám mày mà tỏ cái đấy như vậy nhá. Thế nên là em mà đem test cho các bác thì ok. Đấy, còn về các bác cứ dùng bình thường. Nhớ là dùng đĩa xịn cho em được nhá. Đấy. Còn chủ yếu em bán con này là bán giải mã thôi và cái giá em cũng chỉ để giá là giá giải mã thôi. Đấy. CD đấy. Ok các bác nhá. Đấy, còn là MD đây. Đấy, MD thì nhấn MD cho em. Đấy. Đây, trong quá trình lên thì em sẽ ghép luôn cả điện thoại này. Đấy. Con này thì em nói luôn từ đầu rồi là em bán giải mã thôi, nhưng mà em vẫn test full chức năng cho các bác nhá. Đấy, vẫn test full chức năng luôn. Đấy. Thì cái lách bài của CD và lách bài của MD thì nó cũng chung một cái phím này nhá. Đây multi này. Đấy. Ok chưa ạ? Đấy, hình thức thì đây, quá luật là rồi. Đấy. Thì giá của con này em báo giá luôn nhá. Dạ vâng, giá của em này là 1.590.000 các bác nhá.
1.590.000. Đấy, quá đẳng cấp luôn. Cho bác nào như thế luôn ngay cho Nguyên Vũ Audio lúc này nhá. Volume của nó còn cái viền bên ngoài còn mạ chrome này. Nhìn nó bóng bóng, nhìn rất đẹp các bạn. Đấy, còn điện thoại đây, mở nhạc điện thoại lên. Sau đó các bác chuyển cổng cho em này. Ở đây nó có input này. Chuyển cho em về chức năng line này. Cắm cổng line mà. Đấy, mạng hiện tại đang yếu này. Đó, hello rồi. Quảng cáo game. Đấy. Nghe điện thoại thì nó sẽ nhỏ hơn qua quang CD ở MD các bác nhá. Nhạc thì nguệch nguệch chả có lời. Đấy, thì lôm la là cái phần điện thoại như vậy. Còn các bác chuyển về quang này, ấn cho em về digital nhá. Này, đấy, thì nó là cổng quang này. Ngay lập tức nhạc nó sẽ lên ngay. Dạ vâng, thì đấy là vừa rồi em đã test CD MD điện thoại và quang cho các bác rồi. Đấy, thì bây giờ các bác chỉ cần nhấc máy lên, alo cho em qua cái số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Hay các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng nha, qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Là các bác có ngay con UL7 cực kỳ chất lượng này rồi nha. Đấy. UL7 vâng, giá 1.590.000 cho ngày hôm nay nha. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyên Vũ Audio.